Hello, xin chào anh nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm tổ chim sơn ca và giả ca. Thì đi từ chỗ này, mình phát hiện thấy một tổ chim sơn ca của bà con. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Và đây các bạn này, đây là tổ chim sơn ca. Thì tổ sơn ca này làm khá đơn giản bạn, nó rất là sơ sài. So với chim giả cá thì chim sơn cá làm tổ nó đơn giản hơn, và để phân biệt chim sơn cá và chim giả cá đúng là con nó như thế này thì cách đơn giản nhất là các bạn hãy nhìn vào trong lưỡi của nó bạn ạ. Đấy. Ví dụ như con chim sơn cá này, trong lưỡi của nó có 3 dấu chấm đen. Đấy. Và về cách làm tổ thì hầu như chim sơn cá và giả cá nó làm tổ rất giống nhau, nhưng mà tổ của chim sơn ca nó sẽ nông hơn. Đấy. Nó nông và đơn giản hơn. Đấy. Bây giờ mình sẽ gắn lại máy quay đây để quay lại quá trình nuôi con của loài chim này.